Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng ngồi máy lạnh họp trung ương, dân bùng bế nhau vượt đèo trong nước mắt. Trung ương thì chễm chệ họp hành, đường xa mưa nắng dân lành hồi hương. Chỉ gỗ đá mới không biết rung động. Ông đảng trưởng à, muốn vì dân hãy ra đèo Hải Vân, chống mắt lên mà coi. Nhà báo Nguyễn Thông đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình như vậy. Trong hội trường máy lạnh, Trung ương Đảng đang tán tụng nhau bản hùng ca chống dịch như chống giặc, thì từ khu trọng điểm kinh tế phía Nam, đoàn người dân lũ lượt ngược Bắc xuôi Nam về quê tự phát. Sau 4 tháng phong thành, đã có 3 đợt tháo chạy trong cùng cực tuyệt vọng, bất kể ngày đêm, bất kể phương tiện, bất chấp sự quan tâm hoặc là hỗ trợ chốt chặn của công an, quân đội. Đây là hình ảnh đoàn xe của người hồi hương lầm lũi qua đèo Hải Vân vào trưa ngày 6 tháng 10 giữa cơn mưa nặng hạt. Dân tháo chạy bằng xe máy, xe đạp, trốn trong xe đông lạnh bằng chính đôi chân và xe tự chế. Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân bất tín nhiệm với chiến lược chống dịch, an dân và phục hồi kinh tế của chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu. Chiến lược chống dịch như chống giặc với mục tiêu kép của chính phủ Phạm Minh Chính đã vận hành với sức dân đàn áp ghê gớm, huy động cả hệ thống chính trị và tất cả các lực lượng vũ trang từ dân phòng, công an, quân đội xây chuyên lũy. Công cuộc an dân cũng được chăm chút cao độ, huy động từ bà tổ trưởng dân phố đến quân đội chính quy, đủ các binh chủng, thiết giáp đều vào cuộc để đi chợ hộ. Hải quân, không quân thì chở rau, thực phẩm đi từng ngõ, từng nhà, trao quả cứu trợ, không để ai tụt lại phía sau. Chủ trương thì đúng, nhưng khó là do biến chủng Delta. Chiến lược chống dịch đã được vận hành tốn kém, có thể nói là cao nhất thế giới về chi phí truy bắt COVID-19 trong lỗ mũi của mỗi người dân Việt Nam. Trung bình mỗi người dân được ngoáy ít nhất mỗi tháng một lần, người sống trong vùng đỏ thì ít nhất trên 10 lần. Chi phí tìm một COVID Corona ở Hà Nội đã lên đến 30 tỷ đồng cho một người bị nhiễm COVID. Chi phí truy kết đại trà ở thành phố Hồ Chí Minh riêng tháng 8 đã tương đương với quỹ vaccine vận động trong cả nước. Và hiện nay quỹ này đã có hơn 8.000 tỷ đồng. Kết quả đã truy bắt được hàng chục vạn lượt F0, F1 cho vào các khu cách ly, bệnh viện dã chiến được xây dựng thần tốc. Kết quả như ý, F0 đã giảm song hành với số tử vong cao ngất ngưởng. Tổng số ca tử vong COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 4 tháng 10 là 19.845 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. Đây là hình ảnh biếm họa của La Thanh Hiền mô tả sự cưỡng chế dã man chỉ để ngoáy mũi xét nghiệm của chính quyền Bình Dương. So với thế giới, tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp hàng thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân thì xếp thứ 135 trên 223 quốc gia vùng lãnh thổ. Vào ngày 4 tháng 10, trong hội trường máy lạnh, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã long trọng phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương thứ tư. Trong đó, ông đánh giá công cuộc chống dịch bằng những khẩu hiệu dũng tuệ, toàn hệ thống chính trị đã chủ động, tích cực vào cuộc kế thừa phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và bình tĩnh, tỉnh táo đề ra chủ trương, chính sách, biện pháp để xử lý kịp thời, đúng đắn những vấn đề mới phát sinh do tác động bất lợi của đại dịch COVID-19 gây ra. Cùng với não trạng và lập luận muôn thuở, mất mùa là bởi thiên tai, ông Trọng cáo buộc những hậu quả xấu lần này là do biến chủng mới Delta lây lan rất nhanh, hết sức nguy hiểm, khó kiểm soát đã ảnh hưởng lớn. Khổ thay, ông Trọng quên rằng biến chủng Delta này hoành hành trên khắp thế giới, chứ đâu chỉ ác cảm với Việt Nam, nhưng cả thế giới lấy đâu ra cuộc tháo chạy kinh hoàng của người dân rời khỏi vùng trọng điểm kinh tế như ở phía Nam, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, mà mấy chục năm qua họ đã xem là đất lành chìm đậu. Người dân đã phải tháo chạy vì quá sợ chống dịch như chống giặc do Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra. Đây là hình ảnh dân miền Tây bùng bế, vợ con trốn chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 7 đến nay, người dân đã 3 lần cuống cuồng đào thoát theo từng đợt, tăng cường giãn cách theo chỉ thị 16-16+, dù phải vượt qua các chốt chặn kẽm gai, dùi cui của lực lượng kiểm soát. Hình ảnh này đi tái hiện lại khung cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972, người dân đã bỏ nhà, bùng bế nhau tị nạn cộng sản trên đại lộ kinh hoàng tức là quốc lộ 13, đại lộ máu tức là quốc lộ 1 dưới tầm pháo 130 ly, súng phòng không 12-8 ly của quân giải phóng. Vào ngày 30 tháng 9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có công văn chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh
và các tỉnh mở cửa mà vẫn phong thành, dân ở đâu thì ở đó vẫn có những thép gai, rào chắn không còn đủ sức ngăn cơn cuồng nộ của bản năng tìm trốn sinh tồn của hàng vạn người dân Việt Nam. Ngày 2 tháng 10, khi những pháo đài không còn đủ sức cầm tù người dân nhập cư, Thủ tướng Phạm Minh Chính lên tiếng trên truyền thông lưu ý các địa phương tuyên truyền vận động người dân ổn định cuộc sống, không di chuyển tự phát. Trường hợp người lao động quyết tâm về quê thì tổ chức đưa đón có trật tự, an toàn, không gây ách tắc. Nhưng cũng theo kịch bản muôn thuở của chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam thì mọi chỉ đạo đều mang tính nước đôi. Chính quyền luôn ưu ái ban ơn trên báo đài, dân thì cắn răng, thọ hưởng đói nghèo bị hành hạ. Trên mạng xã hội đã lan truyền những clip hình hàng chục người dân cầm nhang quỳ lạy công an như tế sao để được thông chốt về quê. Ngay báo chí lề phải cũng phải đăng thông tin dân phòng dùng gậy đánh dân dã man vì muốn vượt chốt về quê. Cách thức tổ chức đưa đón có trật tự, an toàn, không gây ách tắc của ông Thủ tướng là như vậy đó. Đặc biệt, cuộc tháo chạy về quê tự phát lần này đã bắt đầu từ đêm ngày 30 tháng 9, hạn cuối cùng của đợt giãn cách. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang dục dịch mở cửa bình thường mới, cơ hội việc làm, thu nhập đang hé mở. Truyền thông nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng rầm rộ hô hào về gói cứu trợ mới cho 7,2 triệu dân, mỗi người được 1 triệu đồng không phân biệt tạm trú hay thường trú. Sức chịu đựng, sự hỗ trợ, sự quan tâm, sự giúp đỡ của quân đội, của chính quyền đã tới giới hạn cuối cùng. Người dân đã tụt chuồn chạy, đến ngày 4 tháng 10 vẫn chưa người bớt và dòng người cứ thế ào ào chuyển về quê, đi liều lĩnh bất chấp sống chết. Đây là hình ảnh hành trang của những người di tản, là cái bu gà, là cái chổi, là những cái mắc áo quạt điện, tức là họ đã chất lên xe, lên vai những thứ không có nhiều giá trị trên chiếc xe máy cà tàng đi cả ngàn km. Cuộc tháo chạy miệt mài trên 100.000 người dân khắp Bắc Trung Nam diễn ra trước và ngay sau khi ông Nguyễn Phú Trọng nhả ngọc phun châu là tiếng nói phản kháng tuyệt vọng với quyết sách chống dịch bằng bạo lực tàn khốc, rồi người dân đến mức nghèo khó cùng cực, sự túng quẫn tinh thần, không còn ý thức về sự an toàn thân thể, tính mạng. Cách đi phổ biến của người dân là cả gia đình gồm con người và tài sản chất lên chiếc xe máy chạy hàng trăm km, hàng ngàn km từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai về tới tận mũi Cà Mau hay ngược ra Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn đã là một sự liều lĩnh. Thế nhưng có những cuộc hành trình còn cơ cực, nghiệt ngã hơn rất nhiều. Có những hàng trăm người đã phải đi bộ về Trà Vinh hay ra Nghệ An. Ngay trên báo chí, lề phải ca tụng các chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước vẫn không thiếu những câu chuyện khó tin có thể xảy ra trong một xã hội văn minh hiện đại của xứ Thiên Đường. Tối ngày 3 tháng 10, tiếng cốt két phát ra từ chiếc xe đẩy dọc lên trên quốc lộ số 1, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người chú ý tìm hiểu. Hóa ra một người cha đẩy hai con trai trên xe tự chế đi bộ từ Đồng Nai về Trà Vinh sau nhiều tháng mắc kẹt vì phong tỏa. Đoạn đường này ngót nghét tới 400 cây số, phải qua ranh giới của 6 tỉnh thành, tức là 6 ải chốt chặn. Đây là hình ảnh người cha đẩy hai con trai trên xe tự chế đi bộ từ Đồng Nai về Trà Vinh. Anh sẽ đi trong bao lâu? Câu hỏi được đặt ra, sẽ phải quỳ lạy bao nhiêu lần và hứng chịu bao nhiêu đòn roi? Chắc hẳn đây là người cha nghị lực và thương con nhất trên thế gian. Hai đứa con trẻ nếu sống sót khi lớn lên sẽ hiểu sâu sắc hơn ai hết thế nào là thiên đường, xã hội chủ nghĩa và sự quan tâm của Đảng Cộng sản với người dân như thế. Sinh nở xưa này là chuyện vượt cạn, thai phụ sắp sinh là giai đoạn sức khỏe mong manh nhất của đời người và cần được nâng niu bảo vệ với điều kiện tiện nghi an toàn nhất. Ấy vậy mà người ta gặp trên đường quốc lộ đoạn Tiền Giang, anh chồng Võ Tấn Lộc 30 tuổi đeo ba lô trước ngực đạp xe đạp chở vợ là bé Kiều 28 tuổi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Sóc Trăng chờ sinh con. Không chỉ có vậy, chẳng theo phía sau còn có một giỏ đồ nữa. Anh Lộc chắc hẳn không muốn giành danh hiệu kiện tướng xe thổ đường dài, cũng không muốn đưa người vợ trẻ du hành về nguồn bằng những phương tiện thô sơ như vậy. Nhưng vì đâu đã nên nỗi. Cuộc hồi hương sinh tử của thai phụ sắp sinh con như chị bé không phải là cá biệt. Người già, người nghèo chết vì thiếu vaccine, thiếu thuốc, thiếu máy thở. Trẻ con chưa kịp chào đời chết trong bụng mẹ ngay tại chốt kiểm dịch vì không được thông chốt. Sự quan tâm và hỗ trợ, chủ trương chống dịch đúng đắn của Đảng và Chính phủ Việt Nam sao giờ đây đã quá phũ phàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2021 với bản tin Đảng ngồi máy lạnh họp Trung ương,
dân mùng với nhau vượt đèo trong nước mắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.